Thứ nhất là Duy Nguyễn sẽ tặng cho chị Hằng là một cái sản phẩm này. Cái này là loại EAA, không phải là thuốc. Tất cả những Duy Nguyễn tặng không phải là thuốc, tại Duy Nguyễn không có thẩm quyền để phân phối thuốc ở Việt Nam này nha. Không phải là thuốc nha các bạn, mà nó là thực phẩm bổ sung. Đó, nó là thực phẩm bổ sung nha các bạn. Tức là nó bổ sung những cái chất cần thiết cho cơ thể chúng ta, để chúng ta hấp thụ, để chúng ta có được cái sự tỉnh táo, tập trung và phục hồi thể lực. Cái điều đó thôi. Vậy thì cái thực phẩm này nó bổ sung cái gì? Nó bổ sung ở hai cái điểm. Thứ nhất là bổ sung về EAA. EAA là những cái acid amin thiết yếu. Đó, thiết yếu nha các bạn. Nó chỉ là trong tự nhiên protein nó sẽ ra acid amin, đúng không? Mà acid amin nó chỉ làm hai nhánh, cái thiết yếu và cái không thiết yếu. Cái không thiết yếu là cái cơ thể có thể tự tổng hợp được, nhưng mà cái thiết yếu thì chắc chắn phải nạp vào từ thức ăn. Và bây giờ là từ cái loại này nó đã tổng hợp những cái loại acid amin thiết yếu để mình nạp vô cơ thể mình đó, tôi rất là nhanh. Rồi cái thứ hai của cái phẩm bổ sung này, nó bổ sung cho mình đó là điện giải. Điện giải khi mà bạn hoạt động á, bạn hao thể lực, bạn này nọ kia, bạn nói chuyện, bạn khô cổ, bạn này nọ mồ hôi mồ kê này nọ nó ra đó, thì nó bổ sung điện giải, nó làm cho bạn sẽ phục hồi tốt hơn. Nó ngắn gọn là vậy. Cái loại này nhẹ nhàng, nó cái loại này nhẹ nhàng, ví dụ như mà đam mà nói chuyện điềm đạm á, nhẹ nhàng không có tốn thể lực á. Còn khi mà mình tốn thể lực á, mà mình chốt một cái kèo nào đó, hay là mình muốn biện hộ cái vấn đề đó thật là mạnh mẽ, để mình lấy cái lý lẽ của mình và cái ngạo khuấy khí của mình lấn át thằng kia cho nó thua luôn á, thì phải chơi loại mạnh hơn nha các bạn. Loại mạnh hơn là loại này. Đây, loại này là loại Aminokem. Tất cả đều không kích thích nha các bạn. Duy Nguyễn không có tặng đồ có chất kích thích. Đó, tất cả đều là không kích thích hết. Đây là Aminokem. Đây, loại này giống y đúc loại này thôi. Nhưng mà loại này nó có công thức độc quyền, nó có chứa một số thành phần, nó mạnh hơn loại này một xíu. Đã, hai loại này dùng trong lúc live. Hai loại này đều dùng trong lúc live được, tùy vào cái mục đích của mình live như thế nào. Đó, tùy vào mục đích của mình live thế nào, nhẹ nhàng là truyền tải thông điệp yêu thương hay sao đó. Và cách dùng như thế nào? Đó, cách dùng thế nào thì em nào giao đồ thì em đã phải hướng dẫn kỹ, cẩn thận. Đó, thậm chí sau này phải liên lạc thường xuyên để hướng dẫn dùng cho nó đúng. Đó, bỏ trong bình lắc. Đó, xong rồi đổ nước vào, chốc cái mũi xuống lắc. Đó, lắc cho nó tan hết. Xong rồi là rót ra cái ly. Đó, rót ra cái ly. Rồi xong rồi cái ly đó mới để lên bàn của chị Hằng uống. Còn không á, nếu mà chị Hằng mà chơi mà vui vui á thì cầm bình lắc uống luôn cũng được, sao? Cái bình lắc này dùng để uống súp. Nè, uống đây. Đó. Còn cái loại thứ ba. Đó, cái loại thứ ba mà Duy Nguyễn tặng đó. Đã này. Đó là Amin, đó là Lean Body For Her. Tức là loại Lean Body này á thì là một cái loại thực phẩm, đúng không? Dùng để giảm cân, dùng để giảm cân nha các bạn, chứ nó không gây ra giảm cân. Tức là khi bạn muốn giảm cân thì bạn nên dùng những loại thực phẩm mà nó ít calorie và nó đầy đủ dưỡng chất để nó hỗ trợ cho cái quá trình giảm cân của bạn, thông qua bằng kết hợp với tập luyện này nọ kia, exercise đồ chút đỉnh, nói cho nó rõ. Duy Nguyễn không phải bán thực phẩm chức năng quảng cáo láo nha các bạn. Nên nói nè, cái loại thực phẩm này là loại thực phẩm dùng trong giảm cân. Dùng trong giảm cân tức là chế độ giảm cân của bạn phải có cái này. Cái này á, nó bổ sung cho bạn đầy đủ dinh dưỡng, gồm có gì? Gồm có protein, gồm có chất xơ, gồm có cáp xịn, cáp là carbohydrate. Đó, gồm có vitamin và khoáng chất. Đó, thích hợp cho phụ nữ, một gói này dùng một lần. Nó thay cho một bữa ăn phụ. Thí dụ như bạn sáng, bạn có thể là không ăn sáng, uống một gói này xong đi đến phòng gym hoặc là làm gì đó xong rồi sau này mới ăn. Nói tóm lại, đây là một loại thực phẩm bổ sung dùng để ăn. Ăn là gì? Thay thế bữa ăn mới nhận pha để uống. Thì cái loại này không dùng cho livestream. Cái loại này không dùng cho livestream được. Livestream mình uống này vô á thì mình nói chuyện không có tỉnh bằng hai kia. Mà cái này dùng cho thay thế vào bữa ăn sáng hoặc là tối hoặc là trưa hoặc là chiều hoặc là trước livestream hoặc sau livestream, chứ không dùng được trong livestream. Rồi, đó là ba loại sản phẩm Lean Body For Her. Vậy thì bây giờ Duy Nguyễn đi tiếp qua bài ba loại nãy đâu ra mà có. Đó, ba loại nãy đâu ra mà có.
thì Duy Nguyễn sẽ chứng minh cho bạn được cái đầu ở Việt Nam. Đó, chứng minh cho bạn cái đầu ở Việt Nam là ba loại sản phẩm này nó hợp pháp. Phải nói rõ là ba loại sản phẩm này nó hợp pháp nha các bạn. Nó hợp pháp là cái gì? À, nó phải đi học xong rồi được nhà nước cấp phép cho nhập khẩu. Rồi sau đó mình về Việt Nam là mình đóng thuế cho nhà nước, rồi mình lấy hàng ra rồi mình bỏ trong một cái kho nó đầy đủ tiêu chuẩn quản lý về thực phẩm bổ sung. Đó, sau đó mình đưa ra thị trường, mình nâng niu nó, xong mình đưa tới khách hàng, mình hướng dẫn chỉ sử dụng theo dịch vụ đẳng cấp của BBT. Cái đó là hợp pháp nha các bạn. Rồi ok, giờ chứng minh cái đầu nhà nước. Đây, không nói mình hàng lậu bạn. Nó nói mình này nọ kia mệt lắm hiểu không? Giờ thế lực xấu nó ác lắm. Nên Duy Nguyễn muốn làm cái livestream này rõ ràng để rồi nó chặn đầu sau này những cái thế lực khác công kích. Đó. Bạn hiểu, nó sẽ đánh trên mọi góc độ. Đúng không? Khi mà bạn xuất hiện trên mạng mà làm cái việc gì đó mà nó ảnh hưởng tới lợi ích của người nào đó hay là của nhóm người nào đó thì họ sẽ chơi bạn trên nhiều góc độ lắm bạn. Rồi ok. Đây hợp pháp nha. Nãy giờ mình nói gì? Lean Body đúng không? Đây, sản phẩm của mình là Lean Body Forever. Thì bây giờ bạn thấy cái trang này là trang Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa những thực phẩm này là do cục, đúng không? Do cục ở ngoài Hà Nội quản lý, nhưng mà bây giờ 2-3 năm nay á thì chuyển về ban ở trong Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Thì ở trên cái ban này có website, bạn vô website của ban này, bạn tra cứu. Đó, đầu tiên bạn nhập tên đơn vị BBT, đúng không? Đó, đầu tiên cho mình show kêu BBT một chút nha các bạn. Đó, mình cho bạn thấy được cái tầm vóc của BBT nha, tìm cạch gái thấy 208 kết quả, thấy chưa? Tức là ở trên trang này đang quản lý 208 kết quả của 208 sản phẩm của BBT. Có một số sản phẩm đặc thù thì phải làm ngoài cục nha bạn. Phải đăng ký ở ngoài cục là sản phẩm rất là ngoài cục thì khó hơn. Đó, có những sản phẩm này phải đăng ký ngoài cục. Còn ở đây chỉ là ban thôi. Nên những cái sản phẩm này là dạng thức ăn này thì nó là do ban quản lý. Rồi nhưng mà giờ nhiều quá sao kéo. Đúng không? Nhiều quá sao kéo nổi bạn, thua. Nên thôi mình phải tìm thêm một cái bước nữa, Lean Body. Ok, enter cái cạch không đang nào hết rồi nha. Thấy không kết quả, thôi thấy mẹ rồi, chết bà rồi, hàng Lean Body không có hả ta. Nhưng mà từ từ bình tĩnh. Cái chữ này dứt liền, khi nó tìm không ra, cắt ra một cái, nó sẽ ra. Đừng hỏi vì sao, tại người lập trình website nó như vậy nha các bạn. Rồi, tìm ra 11 kết quả, rồi đâu. Nè, thực phẩm bổ sung Lapada Nutrition Lean Body For Her, đây. Một đống luôn nè, thấy không? Lean Body For Her mùi vani, xong rồi Lean Body For Her mùi chocola, xong rồi Lean Body For Her mùi dâu. Đây mùi gì vậy? Đây mùi chocolate, đây mùi sô-cô-la. Đây là mùi sô-cô-la nha các bạn. Đó. Thì đây là tên sản phẩm là có nha bạn. Này hợp pháp nha, coi địa chỉ thằng nào đây. Địa chỉ thằng này nằm ở 107, 109 đường số 6 Bình Đông B, Bình Tân. À đúng với công ty luôn. Đó, đúng với địa chỉ công ty chính xác rồi nha mấy bạn. Đó, thằng nào là chùm cuối của sản phẩm này. Tên thương nhân là gì? Tên thương nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT nha mấy em. Đọc thấy không? 200 bự lên xíu. Đó, bự lên xíu nha. Đó. Tên thương nhân đồ rồi. Xong rồi, ở đây nó có thêm một cái dòng nữa nè, là Lapada Nutrition. Đâu mà Lapada Nutrition là gì? À, tên công ty đúng không? Rồi ok, Lapada Nutrition là tên công ty. Rồi xong.